ngợi, về đây chúng tiến ngợi ca muôn đời, ta khen Chúa Trời. Về đây muôn người, về đây dâng tiến hợp quang cảm tạ, tạ ơn Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta dâng lễ kính Thánh Clara Trinh Nữ, là một vị thánh sống trọn niềm tín thác nơi Chúa. Trong cơn đại dịch này, chúng ta hợp với thánh nhân tạ ơn Chúa luôn chăm sóc giữ gìn chúng ta, và xin cho chúng ta được noi gương đức tin của thánh nhân để phó thác đời mình ở trong tay Chúa, và để luôn tìm cách sống đẹp lòng Chúa và không lo điều chi khác nữa. Chúng ta hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria ngày giỗ, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt Thánh Clara và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhận lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần nghèo khó và theo chân Đức Kitô, để được vào nước trời chiêm ngưỡng nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trích sách tiên tri Ê-đê-ki-ên. Chúa phán như thế này: Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe các lời ta sẽ phán cùng ngươi. Ngươi chớ phản nghịch như loài phản nghịch kia. Hãy mở miệng mà ăn những sự ta sẽ ban cho ngươi. Tôi nhìn thì có một bàn tay đưa về phía tôi, trong tay có cuốn sách cuộn lại. Người mở cuốn sách ra trước mặt tôi. Sách viết cả mặt trong, mặt ngoài. Trong sách viết những lời than van, rên rỉ và kêu trách. Người phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, ngươi hãy ăn sự ngươi tìm được. Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel. Tôi mở miệng và người cho tôi ăn cuốn sách ấy và bảo tôi rằng: Hỡi con người, hãy lấy cuốn sách ta ban cho ngươi làm lương thực mà ăn cho no. Tôi ăn và nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi. Và người phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Con vui vì đường lối lời Ngài nghiêm huân, dường bằng được mọi thứ giàu sang. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường nào. Vì lời nghiêm huân của Ngài là điều con ưa thích,
các thánh chỉ của Ngài là những bậc cố vấn của con. Đối với con, luân pháp do miệng Chúa đang chuộc hơn vàng bạc châu bao muôn ngàn. Các đời sống của Chúa ngọt ngào trong cô hồng con là dường nào. Các lời sấm của Ngài ngon ngọt thay cho cô hồng con, ngọt hơn cả mận ông đồ miền con. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cô hồng con là dường nào. Lời Ngài nghiêm huân là sang nghiệp của con muôn đời, vì những điều đó khiến cho lòng con hoan hỷ. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cô hồng con là dường nào. Con há miệng để húng nguồn sinh khí, vì con ham muốn những chỉ thị của Ngài. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường nào. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời phán sự sống đời đời. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: thật thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy, các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha ta đứng ngự trên trời. Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta nghe lời Chúa nói về cái người lớn nhất trong nước trời, và Chúa dạy hãy trở nên như trẻ nhỏ. Cái lời dạy này hợp với thánh quan thầy của giáo xứ chúng ta, thánh Teresa hài đồng Giêsu, và cũng hợp với thánh Clara mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Clara là một thiếu nữ xinh đẹp, con một gia đình giàu có ở thành phố Assisi. Sau khi nghe Thánh Francisco khó khăn giảng một bài giảng, thì lấy làm xúc động và quyết tâm dâng trọn cả cuộc sống để phụng sự Chúa trong tinh thần nghèo khó. Mặc dù bị cả gia tộc phản đối, rồi Ngài cũng trốn được, chui qua trong nhà có cái cửa gọi là cái cửa để đưa quan tài đó, đưa xác, thì Ngài trốn qua cái cửa đó và lập một cộng đoàn dưới sự hướng dẫn của Thánh Francisco khó khăn. Rồi Ngài sống rất là nghèo khó, và chúng ta thấy lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về cái sự bé nhỏ và
người nghèo khổ, là người không cậy dựa vào điều chi khác ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi, và đó là bé nhỏ. Một hôm có một đám lính hung dữ đến vây lấy cái đan viện, và tất cả nhà ai cũng sợ hết. Thì Thánh Clara mới nói với Chúa: lạy Chúa, con không thể làm được gì, chỉ cậy vào Chúa mà thôi. Rồi ở trong nhà có cái mặt nhật đặt mình thánh để các chị chầu suốt ngày đó, thì cầm cái mặt nhật đó đi ra ngoài và nói với Chúa là con không thể làm được gì hết. Thì có tiếng Chúa nói: ta sẽ cứu giúp con. Rồi sau đó người ta thấy các lính hung dữ tự nhiên bỏ chạy tán loạn, không biết là sợ cái gì. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về cái sự tín thác vào Chúa. Khi mà chúng ta trở nên trẻ thơ là hoàn toàn tín thác vào Chúa, không dám cậy dựa vào mình một chút nào, sự khôn ngoan, tài khéo léo vân vân, mà đã tín thác vào Chúa thì Chúa bảo cái chi thì cũng nghe theo cái đấy. Và một trong những cái điều mà trở nên trẻ nhỏ nhất đó, thì Chúa nói qua cái sự sám hối: thầy bảo thật các con, nói về cái dụ ngôn tìm chiên lạc đó, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Và qua hình ảnh này, Chúa nói với chúng ta rằng có những lúc chúng ta làm việc lành, đó là lúc không có lạc, mà cũng có những lúc chúng ta phạm tội, làm những điều xấu xa vân vân. Thế nhưng mà một người ăn năn trở lại, một người có tinh thần sám hối sẽ làm cho Chúa vui mừng. Và có thể nói được là không có lúc nào chúng ta trở nên nghèo khó hơn là khi chúng ta sám hối tội lỗi của mình. Và chính cái lòng sám hối đó, cái thứ nhất làm cho chúng ta trở nên nhỏ bé, cái thứ hai là làm cho Chúa vui mừng. Và Chúa đã nói so sánh, và không có chỗ nào trong phúc âm Chúa nói về niềm vui, về những điều tốt lành, mà chỉ có duy nhất có niềm vui vì một người tội lỗi ăn năn hối cải. Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa cùng với Thánh Clara, xin cho chúng ta học được nơi thánh nhân cái tinh thần khiêm nhường, nhỏ bé, trở nên trẻ thơ, đơn sơ, cậy dựa vào một mình Chúa mà thôi. Và xin Chúa tha thứ những sai lỗi, sám hối những sai lỗi của mình, và đó là lúc chúng ta gần Chúa nhất. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ mọi tay cha để ca tụng tôn vinh nhân Chúa và hôi cho chúng ta cùng toàn thể hội.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến xưa đã thiêu đốt Thánh Trinh Nữ Clara, khiến Thánh Nhân vì hết tình với con một Chúa mà đã dạy công quy tụ một gia đình gồm những trinh nữ tận hiến cho Chúa để làm vinh danh Chúa Kitô và Hội Thánh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang ơn về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phẩm kỳ diệu của Chúa nơi Thánh Clara, là đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phẩm đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiên nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng con đứng ngờ đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thân là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thi thưng ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con
cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Clara và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tướng người dây, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng ta kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sẽ chưa cam dù, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lời xin Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời xin Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời xin Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lời Chúa, con chẳng đem Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ hạnh mong.
lời người sáng ngời được hỏi trần gian, diều người lữ hành xuôi bên bình an. Dù rằng đất trời lập bên điều tàn, ai giữ lời cha sẽ mãi yên an. Lời người đêm đêm nhẹ nhàng trong đêm chứng chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ kinh thánh Trinh Nữ Clara, Chúa đã lấy bánh bơ trời bồi dưỡng chúng con. Xin thứ ta mọi tội lỗi chúng con trót phạm, và ban sức khỏe cho thân xác, ân sủng cho tâm hồn, và xin cho chúng con mỗi ngày được vui hưởng vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin nhắc lại, chiều thứ năm có thánh lễ mừng quan thầy giáo họ La Vang, và trong thánh lễ có rửa tội cho các tân tòng. Xin mời cộng đoàn đi tham dự. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn.